Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách review sản phẩm ở trên Amazon nhé, và có thể kiếm được tiền ở trên Amazon. Các bạn mua hàng ở trên Amazon thì đối với một số cái sản phẩm, hầu như là những sản phẩm của bên Trung Quốc ấy, thì là các bạn sẽ nhận được trong cái gói hàng của các bạn ấy, sẽ nhận được những cái phiếu như thế này. Những cái thẻ này là người ta đã báo cho các bạn là nếu mà các bạn mà cảm thấy cái sản phẩm của người ta tốt mà đánh giá cho người ta được 5 sao thì người ta sẽ gửi lại cái tiền quà, gọi là quà cảm ơn cho các bạn đấy. Thì các bạn sẽ liên hệ vào cái Nai này, người ta liên kết cái Nai này, kết bạn với Nai này, sau đó là gửi để thông báo cho người ta là mình đã đánh giá 5 sao. Và sau khi các bạn đánh giá 5 sao ở trên đánh giá sản phẩm 5 sao ở trên Amazon, và cái đánh giá đó được thực hiện, nó được hiển thị lên ấy, thì các bạn chụp ảnh màn hình xong là liên lạc với lại cái Nai này gửi cho người ta, thì người ta sẽ gửi lại tiền cảm ơn cho các bạn nhé. Tùy từng sản phẩm, luôn là một được một trên rưỡi, có sản phẩm một trên rưỡi còn một trên chẳng hạn. Đây này, vì lý do cá nhân là mình sẽ xóa che cái này đi đấy, khá là nhiều các sản phẩm như thế đó. Vào Amazon thì các bạn vào phần hình người này, các bạn vào cái lịch sử mua hàng của các bạn, trong đó các bạn lựa chọn cái sản phẩm các bạn muốn đánh giá. Ví dụ mình đánh giá sản phẩm này đi chẳng hạn, đúng không? Đấy, các bạn lựa chọn vào đây, sau đó các bạn bấm vào đây này, vào với chỗ này để các bạn viết bài đánh giá sản phẩm cho người ta. Đây, các bạn đánh giá sản phẩm mấy, các bạn để nhận được cái phiếu thì các bạn đánh giá sản phẩm 5 sao nhé. Đây là mình viết một vài ví dụ. Giữ chỗ hiện tại. Bạn chọn chụp cái ảnh sản phẩm, hoặc là đối với cái review kia thì bạn cần chụp ảnh sản phẩm nhé. Các bạn muốn thêm thì các bạn bấm vào đây thêm này. Sau đó các bạn viết bài review ở đây. Đây. Đây này, các bạn viết, tiêu đề. Sau đó các bạn viết bài xong này, các bạn bấm vào chữ ghế này. Nomi Yasui này. Đây là Nomi này. Ok này. Tùy. Đó. Sau đó các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào đây. Để hoàn thành cái bước review cái sản phẩm. Đây. Dogao này. Soshin shimashita. Arigato gozaimashita này. Vậy là xong. Khi nào mà khoảng sẽ tầm khoảng tầm ngày sau á, thì là bên Amazon người ta sẽ xét duyệt cái bài review đấy của các bạn ấy. Rồi nếu mà sau khi hoàn thành xong, hiện người ta sẽ gửi vào cái Gmail cho bạn. Các bạn kiểm tra ở Gmail xong rồi bạn chụp ảnh cái bài đấy đã đang được lên trên Amazon đó. Các bạn liên lạc với lại người ta. Bạn nhắn tin qua Line này thì có nhiều cái hình thức nhận gift độ tiền của Amazon, hoặc là các bạn có thể nhận tiền qua PayPay cũng được đó. Bạn liên hệ này vài ta, sau đó là người ta sẽ gửi lại cái tiền cảm ơn đấy cho các bạn. Nếu các bạn nào mà biết cách thì còn sẽ còn kiếm được nhiều cái tiền khác nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn có cái điều gì thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới. Đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.